Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, liên quan đến cái câu chuyện của ông Lưu Bình Nhưỡng thì mới đây về phía Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mới thông tin rõ cái vụ việc liên quan đến việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng khiến cho rất là nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ, thưa quý vị. Và trong những ngày rằng đây đó, thì khi mà ông ấy bị khởi tố bắt tạm giam thì chúng ta thấy là liên tục xuất hiện những cái thông tin, đặc biệt là những kẻ mang danh lực gia lực sư họ lên bàn tán cái câu chuyện này và thậm chí là đặt ra nghi vấn giữa gọi là mối quan hệ ông Lưu Bình Nhưỡng và Cường Quốc là sao, tiếp tay là tiếp tay như thế nào, và vì sao lại gọi là giữ hai cánh cửa cổng nhà của ông Lưu Bình Nhưỡng, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì một cái thông tin cũng khá là tích cực về phía một cơ quan của Bộ Công an mới đây cũng đã gọi là điểm mặt những cái đối tượng mang danh là luật sư trong cái vụ án của Thiền Hà, Minh Bộ Vũ Trụ như là Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Phan Miến, Đào Kim Lân, chính thức đưa vào một trong những cái danh sách đen, đặc biệt đó chính là cái danh sách mà những cái kẻ gọi là trốn chạy và mang cái dấu hiệu gọi là xuyên tạc vu khống đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thưa cả nhà. Có thể nói thẳng đó chính là tội phản bội Tổ quốc, giống như nhân vật gọi là Thái Văn Đường như vậy thôi. Trước tiên thì chúng ta có thể gọi là tìm hiểu kỹ cái thông tin về phía Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, thông tin về cái vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng và mối quan hệ của ông Nhưỡng và Cường Quốc ra sao. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu. Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi của anh ta. Chiều ngày 7 tháng 12 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Lại Hợp Mạnh báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình về vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lại Hợp Mạnh cho biết 24 ngày qua, dư luận xã hội, nhân dân và cử tri cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình rất quan tâm đến việc ngày 14 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố ra lệnh bắt tạm giam bị can, khám xét đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng 60 tuổi, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, là tiến sĩ lực, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bến Tre. Thời điểm bị bắt, ông Lưu Bình Nhưỡng làm phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đối tượng đã có 3 tiền án. Trong băng nhóm xã hội phức tạp, thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh rất nghiêm trọng. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với gần 5 tỷ đồng. Theo đó, Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như là cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi triều có diện tích khoảng 182 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá là 1.500 đồng một mét khối cát và nhân với 700 mét khối một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền. Một tàu vào khai thác cát khoảng 700 mét khối đó, muốn đi qua bãi của Cường thì phải nộp đâu đó 1.500 đồng một mét khối cát. Thì 1.500 đồng một tàu mà nhân với gọi là 700 mét khối, thưa cô chú anh chị, thì chúng ta tính sơ sơ đó thì một tàu vào rồi mà muốn đi ra thì cũng phải gọi là hơn 1 triệu đồng một tàu. Việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một nhóm đối tượng xã hội cản trở gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có một quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp.
Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Tất cả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình quy định có cơ chế kiểm soát. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan thi hành tố tụng cũng xác định ông Lưu Bình Nhưỡng có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác, nhưng không gìn giữ thì khi vướng mắc cũng phải bị xử lý. Ông Nhưỡng có vi phạm, phạm tội cũng phải xử lý. Việc khởi tố hình sự để thể hiện quan điểm của đảng và nhà nước ta là không có vùng cấm. Không phải là nguyên đại biểu quốc hội hay là người nổi tiếng nào vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đang được điều tra, xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm toàn diện triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi tất cả đoàn đại biểu, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, phố kiến nghị yêu cầu ra soát báo cáo những phiếu chuyển đơn của Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 cho đến nay. Thì chúng ta nghe rất là rõ nè, có nghĩa là công an tỉnh sau khi khám xét đã thu giữ rất nhiều những cái đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nữa, chứ không phải riêng về câu chuyện của ông Lưu Bình Nhưỡng và đứa Cường Quắc là người mà ông ta từng nhận là cháu nuôi. Còn Cường Quắc thì gọi ngược lại ông ấy là bố nuôi. Có nghĩa là khi mà khám xét rồi thì cơ quan lại tiếp tục phát hiện ra những cái vi phạm khác của ông Lưu Bình Nhưỡng và vẫn đang mở rộng vụ án để mà tiếp tục điều tra. Thưa cô chú anh chị, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự vấn đề mà tiếp sức của ông Lưu Bình Nhưỡng cho đối tượng Cường Quắc này để chiếm đoạt thì tiền của doanh nghiệp thu lại thì theo người ta tính đó, theo lời khai đó cả nhà, thì đã đâu đó 5 tỷ đồng. Một cứ một tàu vậy là một mét khối là lại ra 1.500 đồng, mà một tàu thì ít nhất là 700 mét khối. Thì ít nhất là một cái chuyến tàu người ta đi vào đi ra để thu hoạch cát thì đối tượng này lại thu hơn 1 triệu đồng. Chúng ta thấy rằng là còn cái việc mà liên quan đến cái cánh cửa mà một số những cái đối tượng xuyên tạc đó, thì chúng ta có thể thấy rằng thì cơ quan chức năng họ đã lấy lời khai của Cường Quốc rồi. Cường Quốc nó khai như thế nào thì người ta mới có đủ chứng cứ cơ sở để mà khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng này. Chứ đâu phải là muốn khởi tố là khởi tố bắt tạm giam, trong khi ông ấy là trước đó từng là nguyên đại biểu quốc hội, mặc dù thì không còn làm nhưng mà hiện tại cũng là trưởng ban dân nguyện, ủy viên thường vụ. Thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì những cái đối tượng mà như là Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Nhân Miến nè, hiện tại ở Việt Nam thì nói gần nhất đó chính là Trần Đình Thu, thì nhảy vào cái câu chuyện này để mà nó xuyên tạc, vì đã nói rằng là tại sao bắt Lưu Bình Nhưỡng rồi cho đến là không có cái lý do rõ ràng, khá bất ngờ. Nó đều có cái lý do để nói cả nhà, trong khi các bạn đang nói cũng chẳng là cái quái gì cả. Người ta bắt thì người ta làm án thì sẽ có những cái khoảng thời gian để người ta có câu trả lời rõ ràng để cho nhân dân, công chúng họ hiểu rõ, không có cái câu chuyện vùng cấm ở đây. Chứ đâu phải là phải trình báo với Trần Đình Thu hay Đặng Đình Mạnh hay Nguyễn Văn Miến để cho nó rõ ràng nó là cái quái gì đâu. Thưa cô chú anh chị, còn ngày hôm nay Thanh Huyền thấy rằng ở phía Đài An Ninh TV và phía Bộ Công an đó cũng đã điểm mặt một số các đối tượng này rồi, như là Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miến, hiện tại là liệt vào một trong những cái danh sách rồi, thưa cả nhà. Như vậy thì kể từ giây phút này, những cái người nào mà còn tung hô các đối tượng này nha, còn liên hệ, còn bảo vệ cho những cái nhóm luật sư này, đặc biệt là những cái kênh YouTube mà bảo vệ cho Thiền Am Vũ Trụ đó, đã coi chừng. Tại vì khi mà người ta đã đưa vào danh sách rồi cả nhà, thì có liên hệ liên can hay đứng ra mà bảo vệ, lên tiếng nói bảo vệ gì đó cho những cái gọi là luật sư có công dành cho Thiền Am đó,
khá là buồn cười. Có công gì, có công gì trong câu chuyện của Thiền Am Bổ Trụ, có bào chữa cho được ông Lê Tùng Vân được giảm án hay là được vô tội hay là không, mà gọi là có công. Chẳng phải là nếu như không có tụi này đó thì có lẽ Thiền Am Bổ Trụ sẽ không đi xa như vậy đâu cả nhà. Bây giờ còn chưa kết thúc cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng ta chưa nói đến nữa. Nếu như không có đám luật sư này để mà nó nhảy vào, nó gọi là nó đưa cái câu chuyện của Thiền Am đi xa hơn, trong khi đó chúng ta thấy rồi, Thiền Am đã họ đã nhận tội rồi, nhưng mà sau khi nhóm luật sư này vào thì ra trước tòa họ lại phản cung không nhận tội. Năm cái điều mà họ nói là 30 đó cả nhà, 3-2-5-0 gì đó, không nghe, không thấy, không biết, không hiểu. Thì chúng ta thấy là những cái Thiền Am Bổ Trụ họ ra tòa họ đều nói không biết, trong khi hình ảnh đó quá rõ ràng, bằng chứng thì nó quá xác thực. Đâu phải là mình không nhận tội đó là mình sẽ vô tội đâu. Người ta có đủ bằng chứng người ta cũng kết tội bình thường thôi, nó quá rõ ràng, ai cũng nhìn thấy. Nhưng mà đã bị ma mị bởi cái đám luật sư này. Nó là vì đồng tiền nữa, vì bản thân nó muốn kiếm một cái vé, một cái tị nạn. Ngày hôm nay thì chui rút trốn nhủi như một con chó. Vậy mà có những kẻ gọi là u mê bất chấp vẫn tung hô những cái đối tượng này như là một anh hùng, thực ra nha. Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì khi mà cái động thái đưa cái nhóm này vào danh sách yêu liệt kê thì sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ đón chờ thêm một cái nhân vật nữa chăng. Bởi vì theo thông tin thì luật sư của anh Trần Văn Sĩ là một trong những 5 người trước đó từng tham gia bào chữa cho Thiền Am bên bờ vũ trụ đây cả nhà. Còn hai đối tượng còn lại, Ngô Thị Hoàng Anh và ông gọi là Trịnh Vĩnh Phúc, thì vẫn còn ở Việt Nam. Cho chúng ta thấy rằng họ cũng đã bị điều tra, nhưng mà họ hợp tác với cơ quan chức năng, hiện tại cũng bình thường, hoạt động bình thường. Chỉ có những thằng chống đối như thằng Đặng Đình Mạnh, thằng Đầu Kim Lân, Nguyễn Văn Miến thôi. Nó cố tình làm cái điều này để mà gọi là tìm một cái tấm vé. Nhưng hiện tại thì vẫn chúng chui chúng nhủi, đâu có dám tung địa chỉ là mình ở nước nào đâu. Thanh Nguyên tin rằng là nó khi mà nó dám mà biết được cái đối tượng này ở đâu đó, ở nước nào, khu vực nào, địa lý nào, tỉnh thành nào, thì vì phía gọi là đại sứ quán có khi lại là trục sức tụi nó về nước. Và khi về nước rồi thì chúng ta hiểu rồi kết cục của những kẻ này sẽ đi về đâu. Thưa quý vị, thì đó là một số những cái nội dung mà buổi sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả của chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả của chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến của chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha của chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha của chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha của chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.